ta hôm nay sẽ là chín trái đất. Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyến đi vòng quanh mặt trời. Đúng là chúng ta đang quay quanh mặt trời, nhưng không phải theo một hình tròn mà là một hình elips. Và bây giờ hãy hình dung chúng ta đang ở vào những ngày đầu tiên của tháng riêng. Chúng ta đang bay gần mặt trời nhất. Thế nhưng sao trời lại quá lạnh như vậy vào tháng riêng? Thực ra khoảng cách giữa gần hay xa mặt trời không đáng để ý tới. Có một lý do khác quan trọng hơn. Trái đất quay hơi nghiêng một chút. Trục của trái đất không thẳng đứng mà nó nghiêng theo quỹ đạo bay của nó. Như vậy khi mà bán cầu Bắc bị đẩy vào trong bóng tối thì ngày sẽ bị ngắn lại. Và nhất là bởi vì khi trái đất nghiêng nên các tia sáng mặt trời cũng tới trái đất theo các góc khác nhau. Ánh nắng mặt trời ở những vùng nhiệt đới chiếu xuống đất theo phương thẳng đứng. Thời tiết ở đây sẽ nóng. Cũng tia nắng đó nhưng ở bán cầu Bắc nó lại chiếu xiên. Năng lượng của nó trải một diện tích lớn gấp 3 lần. Vậy diện sưởi nóng sẽ ít hơn 3 lần. Và đó thời tiết sẽ lạnh. Ở phương Bắc đang là mùa đông thì tại bán cầu Nam lại là mùa hè. Chính trục nghiêng của trái đất đã tạo ra các mùa. Ngay chính tại lúc này khi mà các bạn đang theo dõi chương trình thì chúng ta đang lao vào không gian với vận tốc 107.000 km/h, tức là 30 km/giây. Trái đất sẽ phải mất một năm để quay một vòng quanh mặt trời. Cùng với trái đất còn có 8 hành tinh khác cũng quay quanh mặt trời. Mỗi một hành tinh quay theo quỹ đạo riêng. Hành tinh láng giềng trên quỹ đạo gần cạnh chúng ta nhất là Kim Tinh. Kim Tinh bay nhanh hơn trái đất của chúng ta và nó vượt trước chúng ta. Đây là hành tinh sáng nhất và ta nhìn thấy rõ nhất đôi khi vào buổi tối và cũng có khi vào buổi sáng. Tại sao lại vào buổi sáng? Lúc này chúng ta thấy Kim Tinh ở bên phải mặt trời. Nhìn từ trái đất thì buổi sáng là như thế này đây. Chúng ta đang thấy một phần của bầu trời, trong đó có Kim Tinh. Nó xuất hiện ở phía chân trời trước mặt trời. Khi mà trời còn tối và mặt trời nằm ở bên trái, vẫn còn ở dưới đường chân trời. Như vậy là tại sao ở vị trí này chúng ta lại nhìn thấy Kim Tinh vào buổi sáng, vào lúc bình minh. Rồi trái đất vẫn tiếp tục quay. Mặt trời xuất hiện chiếu sáng bầu trời và chúng ta không còn nhìn thấy vì sao hay hành tinh nào nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con tàu hành tinh trái đất của chúng ta. Nằm trên một quỹ đạo gần bên trái trái đất là hành tinh láng giềng bay nhanh hơn và vượt lên trên chúng ta với tốc độ 125.000 km/giờ. Đó chính là Kim Tinh. Người ta vẫn gọi nó là ngôi sao mục đồng, mà thực ra đó không phải là sao mà là một hành tinh. Vậy đâu là sự khác nhau giữa hành tinh và sao? Thoạt nhìn thì ta không thấy sự khác nhau. Tuy nhiên các ngôi sao thì tự tỏa sáng như mặt trời của chúng ta chẳng hạn. Những hành tinh thì không tỏa sáng nhưng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Các hành tinh thuộc hệ mặt trời của chúng ta thì ở gần nhau. Các ngôi sao thì ở rất xa, xa đến nỗi ta không thể tới được. Đây là ngôi sao Sirius nằm cạnh ngôi sao Orion, một trong những ngôi sao nằm gần chúng ta nhất. Mặc dù gọi là gần nhưng nó vẫn còn ở quá xa chúng ta. Nếu như con tàu vũ trụ trái đất của chúng ta rời quỹ đạo ra khỏi hệ mặt trời và bay về hướng sao Sirius, vẫn tốc độ đó, thì chúng ta phải mất 80.000 năm để tới nơi. Trong khi để tới được Kim Tinh vẫn tốc độ đó, ta chỉ cần 16 ngày là đủ. Như vậy, trái đất cần 80.000 năm để đến Sirius, còn 16 ngày tới Kim Tinh. Đó là sự khác nhau giữa vũ trụ xa xôi của các vì sao và hệ mặt trời, cùng với những hành tinh gần gũi nhất của nó. Mỗi tuần trong năm, trái đất của chúng ta sẽ đi được khoảng 18 triệu km trên quỹ đạo quanh mặt trời của mình. Trong suốt chuyến đi đó, cùng với chúng ta còn có một vệ tinh của trái đất, đó là mặt trăng. Mặt trăng phải mất 4 tuần để quay một vòng quanh trái đất. Mỗi một tối nó xuất hiện trước chúng ta một khác. Tại sao mặt trăng lại thay đổi hình dạng bề ngoài và ánh sáng trăng đã trở nên thân thuộc với chúng ta có nguồn gốc từ đâu?
pourquoi la Terre tourne. Tại sao trái đất lại quay và làm thế nào để nhìn thấy nó quay? L'ombre d'une maison qui se déplace. Bóng ngôi nhà di chuyển trong ngày hay ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ và trượt từ từ trên mặt đất. Bằng cách đó mà bất kỳ lúc nào ta có thể nhìn thấy trái đất quay mà không cần một thiết bị thiên văn nào. Astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. Trái đất quay nhanh hay chậm tùy vào vị điểm mà chúng ta đứng. Tại xích đạo trái đất quay nhanh nhất với tốc độ 1.600 km/h. Đó là những nơi như Kourou của đảo Guyane hay mũi Canaveral của miền Nam nước Mỹ mà người ta hay chọn để làm phóng tên lửa vào vũ trụ, vì trái đất sẽ bổ sung thêm cho tên lửa tốc độ 1.600 km của mình. Ở cực bắc sát gần với trục quay của mình, trái đất chỉ quay được 3 km/h. Ta có thể đi bộ nhanh bằng tốc độ quay của trái đất. Thế tại sao ở phía nam bán cầu, người bạn nam cực của chúng ta lại không bị rơi vào khoảng trên không? Đó là nhờ lực hút của trái đất. Lực hấp dẫn này được phát hiện ra ở thế kỷ 18. Một trái táo đã rơi vào đầu Isaac Newton làm ông tự hỏi tại sao lại thế. Tại vì khối lượng khổng lồ của trái đất đã hút khối lượng nhỏ bé của trái táo. Thế thì tại sao mặt trăng không rơi vào trái đất và trái đất không rơi vào mặt trời? Newton sẽ cho chúng ta biết trong chuyến đi này. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy các vì sao. Một trong số đó là sao Bắt Đầu, nằm ở đường kéo dài của trục trái đất. Trong suốt đêm, bầu trời và các vì sao hình như quay xung quanh ngôi sao Bắt Đầu đang đứng yên này. Từ bao đời nay, nó vẫn được dùng làm vật định vị hữu hiệu giúp cho Christophe Colomb lái thuyền đến những lục địa xa lạ và những người Ai Cập dựng lên những kim tự tháp khổng lồ của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy tại sao cứ 4 năm một lần lại phải thêm một ngày vào lịch để cho trái đất có thể khóa sổ vòng quay. Đồng thời cứ 4 năm chúng ta lại có một năm nhuận 366 ngày. Từ thời xa xưa, tổ tiên của chúng ta đã biết làm ra lịch bằng cách kết hợp tốt nhất chu kỳ quay của mặt trăng và mặt trời. Đôi khi mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Cứ 2 năm một lần lại có hiện tượng nhật thực xảy ra đây đó trên trái đất. Nhưng chúng tôi sẽ cho các bạn thấy. Như ở đây, bóng của mặt trăng sẽ rơi xuống trái đất. Trái đất càng tiến trên quỹ đạo của mình thì đường chiếu thẳng của mặt trời lại càng lên cao và hướng về xích đạo. Đó chính là điểm phân xuân. Đối với bán cầu Bắc thì đó là đầu mùa xuân. Le soleil sera à la verticale de l'équateur. Ce sera l'équinoxe. Et pour l'hémisphère nord. Và khởi đầu một năm khi trái đất trở lại nơi chúng ta đứng hôm nay, các bạn sẽ thấy thế giới bằng một cảnh bát khác. Quand la Terre reviendra où nous sommes aujourd'hui, vous verrez le monde avec des yeux nouveaux. Bon voyage. Tất cả những điều này sẽ được lý giải trong cuộc hành trình này của chúng ta vào trong vũ trụ. Nhưng chú ý là chúng ta không đi trong một con tàu vững chãi đâu, mà là một cơ ngơi khổng lồ đấy. Chúng ta đều biết trái đất tự quay xung quanh trục của nó, nhưng làm thế nào để nhận ra được điều đó? Khi ngắm bầu trời, chúng ta thấy mặt trời thức dậy vào buổi sáng lên cao giữa bầu trời vào buổi trưa, đến buổi tối thì mặt trời lặn. Thế rồi đến đêm chúng ta lại nhìn thấy mặt trăng và các vì sao cũng tương tự như vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn trái đất bên ngoài vũ trụ, ta sẽ thấy nó luôn được chỉ chiếu sáng có một nửa bởi mặt trời, còn nửa kia ở trong bóng tối. Đó là cái mà chúng ta gọi là ngày và đêm. Trường thị giác của chúng ta cũng quay theo trái đất. Ban ngày chúng ta nhìn thấy một phần bầu trời có mặt trời ở trong đó. Ban đêm chúng ta vẫn nhìn được một mảng trời nhưng không được ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Bởi thế chúng ta nhìn được các vì sao và các hành tinh khác. Trên thực tế, khi chúng ta nhìn vào mặt trời, ta có cảm giác nó đi ngang qua bầu trời. Nhưng thực tế nó lại đứng yên.
Chính các bạn đang nhìn thấy nó khi trái đất quay. Và đêm nay các bạn nhìn thấy mặt trăng, các vì sao và cả các hành tinh mọc lên bay ngang qua bầu trời rồi lại lặn xuống. Nhưng vẫn chính là trái đất quay và đang lao vào trong vũ trụ. Ngày 21 tháng 3 tại điểm phân xuân sẽ là đầu mùa xuân. Nhưng sơ đồ này lại không đưa ra một tỷ lệ thực của trái đất và mặt trời. So sánh với trái đất thì mặt trời rất lớn. Các bạn hãy tưởng tượng mặt trời to như cái mái vòm của một nhà thờ. Cùng trong tỷ lệ đó thì trái đất của chúng ta chỉ là một quả bóng. Đó là một quả bóng rơi xuống cách ngoại ô thành phố 5 km. Jupiter hay còn gọi là Mộc Tinh là một hành tinh lớn nhất. Vẫn theo tỷ lệ trên thì nó to bằng chiếc xe hơi đang chạy cách thành phố 30 km. Pluton mà ta vẫn quen gọi là sao Diêm Vương thì là một hành tinh xa nhất. Trong thang tỷ lệ này, nó chỉ là một quả bóng tennis đang vạch trên quỹ đạo cách 200 km. Đây là một người bà con ở xa chúng ta, đến nỗi chúng ta tự hỏi liệu nó có còn thuộc trong gia đình của hệ mặt trời nữa hay không. Một gia đình thực sự không nặng ký khi đứng cạnh mặt trời khổng lồ, vì tất cả các hành tinh của hệ, kể cả trái đất của chúng ta, cũng mới chỉ nặng chừng 1/1000 khối lượng của mặt trời. Cái mà chúng ta gọi là hệ mặt trời thì chẳng qua là mặt trời và những hạt bụi quay xung quanh. Trái đất nằm ở trong số những hạt bụi đó. Nó phải mất 365 ngày, tức là 12 tháng để quay một vòng quanh mặt trời. Một hành tinh càng ở gần mặt trời bao nhiêu thì nó càng bay nhanh bấy nhiêu. Sao Kim nằm ở gần mặt trời hơn chúng ta. Đây là một thiên thể sáng nhất và rất dễ nhìn thấy ở phía đông vào buổi sáng sớm. Nó chỉ cần mất gần 8 tháng để đi hết một vòng của mình. Gần mặt trời hơn nữa là Mercury, tức sao Thủy. Kết thúc một vòng bay chỉ mất dưới 3 tháng. Các bạn khó có thể trông thấy Mercury vì nó ở quá gần mặt trời. Tính từ mặt trời thì là Mercury, rồi đến Venus, và vị trí thứ 3 là trái đất. Ở xa mặt trời hơn nữa là sao Hỏa. Nó bay chậm hơn chúng ta, nó phải mất 2 năm để bay xong một vòng. Xa hơn sao Hỏa là Mộc Tinh. Đấy là một hành tinh lớn nhất, nó phải mất 12 năm để đi trên quỹ đạo của nó. Xa hơn nữa là Saturn, tức Thổ Tinh, nó phải mất những 30 năm để bay trên quỹ đạo. Xa hơn cả Thổ Tinh lại là Uranus, hay còn gọi là Thiên Vương Tinh, rồi đến Neptune, Hải Vương Tinh, và Diêm Vương Tinh, cũng phải mất 248 năm để hoàn thành một vòng quay. Trong cái gia đình hành tinh có 4 sao có thể nhìn thấy được trong những vì sao xa xôi, đó là Thổ Tinh, Mộc Tinh, Hỏa Tinh và Kim Tinh. Để các bạn có thể định vị được tốt hơn cái vòng quay một năm này, chúng tôi sẽ cho các bạn xem vòng hoàng đạo để đối chứng. Vòng hoàng đạo là một giải băng tưởng tượng, trên đó có vẽ các chùm sao đánh dấu các khu vực khác nhau của tấm phông màn khổng lồ đó. Các chùm sao như sén tóc, vòm mũ, con cá, cừu đực, bò mộng, sinh đôi, con cua, sư tử, trinh nữ, cán cân, bò cạp, cánh cung. Trái đất của chúng ta hiện đang ở vị trí này. Chúng ta nhìn thấy mặt trời trước chùm sao cánh cung, mặt trời nằm ở chùm sao cánh cung. Rồi vài tuần sau đó, khi trái đất tiến lên quỹ đạo của mình, chúng ta lại nhìn thấy mặt trời phía trước chùm sao sen tóc. Nhưng ban đêm chúng ta có thể xác định được những hành tinh nhờ chùm sao của vòng hoàng đạo. Thổ Tinh đôi khi xuất hiện trước chùm sao con cá và Hỏa Tinh trước chùm sao trinh nữ. Vào tháng Giêng có phải mặt trời nằm trong chùm sao cánh cung hay không? Trong thuật bói toán của người phương Tây thì nó nằm ở chùm sao sen tóc. Ta không nên nhầm lẫn giữa chùm sao với những ký hiệu thiên văn xác định vòng hoàng đạo như cách đây 2000 năm. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đã lệch đi, vì trong vòng hàng nghìn năm thì trục trái đất quay chậm và làm biến đổi các góc của các chùm sao. Et modifie l'angle des constellations. La lumière du soleil. Ánh sáng của mặt trời phải mất 8 phút để tới được trái đất. Mặt trời và những hành tinh ở gần quanh ta là những láng giềng của chúng ta. Nhưng đối với những ánh sáng đến với chúng ta từ các vì sao thì lại là một chuyện khác.
Các bạn đã biết tới chùm sao Đại Hùng Tinh khi các bạn nhìn về phương Bắc. Chùm Đại Hùng Tinh bao gồm 7 vì sao. Ta hãy tưởng tượng khi nhìn vào chùm Đại Hùng Tinh không phải từ trái đất mà từ một nơi nào đó trong vũ trụ. Chúng ta sẽ thấy các ngôi sao đó có các khoảng cách rất khác nhau. Đó là những hình ảnh đến từ thế kỷ khác nhau chồng chéo lên nhau tạo lên hình ảnh của chùm Đại Hùng Tinh ngày nay. Ánh sáng đến với chúng ta ngày nay là của những ngôi sao đó ở vào những thế kỷ khác nhau. Nó chỉ cho chúng ta thấy hình ảnh của một ngôi sao vào thời điểm rất xa nhau. Ánh sáng hiện đang mang đến cho chúng ta hình ảnh của dải thiên hà Andromeda xuất phát từ cách đây hơn 2 triệu năm. Ở thời đó vẫn chưa có con người sống trong các hang đá. Các vì sao, các dải thiên hà và tất cả những thứ ở rất xa là những hình ảnh lệch nhau theo thời gian. Các bạn thấy điều đó khi chúng ta quan sát trực tiếp các hành tinh hiện tại. Trong hệ mặt trời mà chúng ta đang đi du hành, khi ngắm nhìn các vì sao, chúng ta thấy được quá khứ. Suốt cuộc hành trình trong vũ trụ này, mặt trăng luôn đi theo chúng ta. Mặt trăng đang ở đây trên màn ảnh nhỏ của nhà bạn và bên ngoài cửa sổ của nhà bạn nữa. Hãy coi màn ảnh nhỏ của các bạn là một cửa sổ của con tàu vũ trụ trái đất. Mặt trăng phải mất gần một tháng để bay một vòng quanh trái đất. Nhìn từ trái đất có vẻ như là mặt trăng bám theo gần cùng với một con đường của mặt trời. Nó mọc ở phương đông và lặn ở phương tây như mặt trời. Nhưng lưu ý, nếu như mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi tối, là bởi vì trái đất quay, trong khi mà mặt trời luôn cắm chốt vững chãi ở trung tâm hệ mặt trời. Hàng ngày vào buổi trưa, chúng ta gặp lại mặt trời ở phần phía nam của bầu trời. Với mặt trăng thì lại khác. Chính mặt trăng mới quay quanh trái đất một cách chậm chạp và mỗi ngày nó đi lệch đi một chút. Ngày hôm sau cũng vào một giờ nào đó, các bạn sẽ không còn thấy mặt trăng ở vị trí cũ nữa mà cách sang bên trái hai sải tay. Trong khi tiến trên quỹ đạo của nó, mặt trăng đã nằm thẳng hàng với những hành tinh ở xa và chúng ta có thể xác định vị trí trong bầu trời của thủ tinh ở đầu kia hệ mặt trời. Đây là mặt trăng và cách đó một sải tay về bên trái là thổ tinh. Nếu các bạn lấy thổ tinh làm mốc, các bạn có thể đo được độ chuyển dịch của mặt trăng hàng ngày. Buổi tối mặt trăng còn ở bên phải thổ tinh thì đến ngày hôm sau nó sẽ ở bên trái của hành tinh này. Mỗi ngày mặt trăng dịch chuyển sang trái hai sải tay và mỗi ngày mặt trăng đi chậm thêm 50 phút so với hôm trước. 50 phút đó là thời gian mà mặt trăng dùng để đi quãng đường dịch ra hai sải tay trên để tới được đúng điểm vào cùng giờ đó hôm trước. Mỗi một ngày mặt trăng lại khác đi. Nó liên tục thay đổi. Ngày hôm nay nó còn là một hình lưỡi liềm, thì ngày hôm sau lưỡi liềm đó dày hơn một chút, ngày hôm sau nữa lại dày thêm hôm trước. Nhưng tại sao lại có hình lưỡi liềm? Trong vũ trụ thì mặt trăng luôn được mặt trời chiếu sáng một nửa. Nhưng nhìn từ mặt đất thì ta lại thấy mặt trăng ở một viễn cảnh khác. Đối với chúng ta, mỗi ngày nó lại tách xa thêm ra một chút so với mặt trời. Khi mặt trăng vừa lệch ra khỏi mặt trời, nó xuất hiện trước chúng ta gần như là ngược sáng và chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của một nửa được chiếu sáng đó. Đó chính là hình lưỡi liềm. Mặt trời vừa mới lặn, nó vẫn còn ở đây dưới đường chân trời. Chính tại điểm đó mà nó chiếu sáng mặt trăng. Hình lưỡi liềm tiếp tục đi về hướng mặt trời, tất nhiên bởi mặt trời luôn chiếu sáng mặt trăng. Mỗi ngày mặt trăng tách rời thêm một chút so với mặt trời. Mỗi ngày từ trái đất chúng ta lại được thấy một nửa được chiếu sáng của mặt trăng rộng thêm ra. Cái hình lưỡi liềm tiếp tục phát triển và sẽ trở thành bán nguyệt. Chính trong giai đoạn bán nguyệt này, mặt trăng bay trên quỹ đạo của chúng ta. Nó cắt ngang đường đi mà trái đất vừa đi qua. Mỗi ngày trái đất lại quay một vòng quanh chính trục của nó. Trong ngày đó, mặt trăng vẫn tiếp tục hành trình của mình. Chúng ta nhận thấy nó dịch chuyển sang trái. Nó tới được đường mà hôm trước đã qua, nhưng chậm hơn 50 phút.
Khi cắt ngang quỹ đạo trái đất, hình bán nguyệt trở thành một điểm mốc để chúng ta có thể tưởng tượng ra được hành trình của trái đất. Bình thường thì chúng ta không thực sự thấy được trái đất sẽ đi về đâu. Nhưng vào ngày bán nguyệt, chúng ta có thể thấy trái đất từ đâu tới. Từ nơi mà các bạn nhìn thấy hình bán nguyệt, đó chính là điểm mà trước đó 4 giờ trái đất đã tới. Các bạn hãy nhìn vào đồng hồ, nhìn vào hình bán nguyệt. Các bạn đã ở đúng vào nơi đó cách đây 4 giờ. Và trong 4 giờ nữa, mặt bán nguyệt sẽ lại ở vào vị trí của chúng ta bây giờ. Có lần khi nhìn vào bán nguyệt, các bạn có thể tưởng tượng ra được con đường vô hình đã đưa chúng ta trong một năm quay quanh mặt trời. Mặt trăng ngày càng bị lệch đi, mỗi đêm đến điểm hôm trước chậm mất 50 phút, cuối cùng thì nó không chỉ xuất hiện ban đêm mà cả ban ngày. Khi nó đã đi được một nửa quỹ đạo của mình, nó trở nên rất sáng mà người ta có thể nhìn thấy cả ban ngày sau buổi trưa ở phía đông nam. Mặt trăng từ đâu đến, người ta cũng chưa biết rõ. Có thể ở buổi ban đầu, khi trái đất sơ khai vẫn còn chưa gọn vẽ, nó quay rất nhanh. Một phần của trái đất đã tách ra và quay quanh trái đất. Nhưng mặt trăng có thể bắt nguồn từ một bộ phận xa xôi nào đó của hệ mặt trời. Khi đến gần mặt trời, nó bị các lực hút trái đất hút vào và đặt vào một quỹ đạo. Elle fut capturée par les forces d'attraction et mise en orbite. Enfin, cuối cùng có thể có một sự va chạm giữa những thiên thạch. Dần dần các mảnh vụn tụ lại để cuối cùng tạo lên mặt trăng như chúng ta thấy ngày nay. Les débris peu à peu se sont agglomérés et finalement ont formé ce qui est aujourd'hui notre lune. Une lune. Mặt trăng theo chúng ta suốt hành trình quay quanh mặt trời. Khi nhìn mặt trăng dịch chuyển trong bầu trời mỗi tối, chúng ta có thể tưởng tượng ra được hành trình của nó quanh trái đất. Chúng ta có thể tưởng tượng được khoảng không trong đó mặt trăng vận động quanh trái đất. Khi mà mặt trăng bị chậm 50 phút, người ta gọi đó là hiện tượng lệch giờ. Hiện tượng tương tự đã xảy ra trong không gian và trong thời gian. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ thấy không gian và thời gian là những người bà con thân thiết nhất. Hành tinh gần mặt trời nhất là Thủy Tinh. Thủy Tinh lớn hơn mặt trăng một chút. Nằm trên quỹ đạo gần mặt trời, Thủy Tinh phải mất 3 tháng để hoàn thành một vòng quay của nó. Khi mà Thủy Tinh bị lệch ra khỏi mặt trời thì chúng ta sẽ nhìn được nó từ trái đất như thế này. Ngay khi Thủy Tinh chạm vào đường chân trời thì cũng là lúc mặt trời mọc lên và rọi sáng bầu khí quyển. Ngay sau đó Thủy Tinh biến mất trong bầu trời xanh. Vị trí cách xa mặt trời nhất của Thủy Tinh là lúc trước mặt trời mọc 1 giờ rưỡi. Nếu như chân trời của các bạn ở hướng đông thoáng đãng không có mây mù, các bạn có thể trông thấy Thủy Tinh trước lúc mặt trời mọc. Có điều lưu ý là Thủy Tinh bay rất nhanh trên quỹ đạo của mình. Một tuần sau thôi là nó sẽ bị ánh sáng mặt trời xóa nhòa và ta phải đợi mất 4 tháng sau mới có thể trông thấy lại nó ở vào vị trí rõ nhất. Trước hết phải mất 3 tháng để Thủy Tinh bay một vòng hoàn chỉnh quanh mặt trời và đưa nó tới điểm này. Trong 3 tháng đó, trái đất đã đi được 1/4 quỹ đạo của mình rồi. Sau đó Thủy Tinh sẽ mất 1 tháng để vượt lên trên chúng ta và trở lại vị trí này, nơi mà chúng ta có thể thấy nó vào sáng sớm. Thủy Tinh nằm dưới sự chi phối của mặt trời rất gần nên không thấy được mặt trăng. Kim Tinh cũng vậy. Trái đất, hành tinh thứ 3 kể từ mặt trời, có một vệ tinh duy nhất là mặt trăng. Hỏa Tinh có 2 vệ tinh, đó là Deimos và Phobos. Phobos đã bị biến dạng nhiều sau một lần va chạm.
Ở xa mặt trời hơn nữa là mộc tinh. Nó có tới 16 vệ tinh. Các bạn có thể quan sát được 4 vệ tinh lớn nhất bằng hai cặp Ganymede, Callisto, Io và Europe. Encore plus loin, xa hơn nữa là thổ tinh. Đúng là nó có cả một đoàn vệ tinh từ nhỏ đến lớn quấn quýt bên chiếc vòng huyền ảo. Trái đất chỉ có một mặt trăng là vệ tinh. Một mặt trăng chỉ luôn lộ một phía. Thế nhưng nếu chúng ta chỉ luôn được nhìn thấy một nửa của mặt trăng, thì tại sao hình nhũ yên của nó lại thay đổi theo từng ngày? Bề mặt của mặt trăng mà chúng ta luôn nhìn thấy được mặt trời chiếu sáng mỗi ngày một khác nhau. Vào thời điểm hình lưỡi liềm nhỏ, đúng sau khi bắt đầu tuần trăng, bề mặt của mặt trăng được chiếu sáng hầu như bị sấp bóng. Rồi đến thời điểm bán nguyệt, tức là mặt trăng được chiếu sáng từ bên cạnh. Sau khi đi được nửa quãng đường trên quỹ đạo của mình, mặt trăng dần dần ở vào vị trí chính diện với mặt trời. Phần được mặt trời chiếu sáng của nó ngày càng lớn dần. Lúc này là trăng gần như tròn. Vào hôm trước ngày trăng tròn, khi mặt trời lặn thì mặt trăng ở đúng phía trên đường chân trời. Rồi trong khi tiếp tục hành trình của mình quanh trái đất, mặt trăng nằm đứng ở đường thẳng kéo dài giữa trái đất và mặt trời. Khi đó mặt trăng nằm chính diện với mặt trời. Tại điểm này mặt trăng mọc lên đúng lúc khi mặt trời đi ngủ. Nó lấy ánh sáng mặt trời ở chính diện. Đêm trăng tròn là lúc mặt trăng phản chiếu tối đa ánh sáng xuống trái đất. Dù là hình lưỡi liềm hay hình tròn thì mặt trăng cũng chỉ cho chúng ta thấy có một mặt. Đối với trái đất thì lại không như vậy. Trái đất tự quay quanh trục của mình trong 24 giờ và lần lượt xuất hiện các mặt trước mặt trời. Nhìn từ mặt trời thì trái đất không có mặt nào giấu cả. Mặt trăng gắn với trái đất có khối lượng lớn hơn nó nhiều lần. Trong cái cặp trái đất mặt trăng này thì chính lực hút của trái đất đã ngăn cản không cho mặt trăng quay tự do, và nó luôn xuất hiện trước chúng ta có một mặt. Elle nous présente toujours la même face. Giữa mặt trời khổng lồ và thủy tinh nhỏ bé, điều này cũng diễn ra tương tự. Mặt trời ngăn không cho thủy tinh bay tự do. Trong vũ trụ thì giữa các láng giềng, luật của cái mạnh là luật của cái lớn. Nếu các bạn nhìn vào mặt trăng ở mùa đông, các bạn sẽ thấy mặt trăng lên rất cao trong bầu trời, trong khi đó mặt trời lại xuống khá thấp. Tại sao lại sự khác biệt này? Ở đây mặt trăng không có gì đáng nói, mà chính là chuyển động của trái đất chúng ta đã làm đẩy lùi mọi thứ. Nhìn từ một nơi ngoài trái đất, mặt trăng nằm đối diện với mặt trời gần như trong cùng một mặt phẳng mà trái đất và hành tinh chuyển động. Nhưng đối với chúng ta ở trên trái đất, điểm làm mốc của chúng ta trong bầu trời là vòng hoàng đạo. Trước tấm phông màn này, chúng ta có thể định vị được các vì sao, các hành tinh và cả mặt trời và mặt trăng. Vì trái đất nằm nghiêng so với vòng hoàng đạo nên ban ngày mặt trời xuất hiện phía dưới đường chân trời. Ngày thì sẽ là như thế này, còn đêm thì sẽ là như thế này. Deux jours comme ça, de nuit comme ça. La terre tourne en biais. Trái đất của chúng ta quay nghiêng. Vu de la terre, nhìn từ trái đất thì ta thấy vòng hoàng đạo xô nhau trông như là tạo thành các đợt sóng. Mặt trời ban trưa xuống thấp so với đường chân trời, còn mặt trăng lại lên cao trong bầu trời. Nhưng làn sóng mà vòng hoàng đạo tạo ra chỉ là hệ quả của chuyển động trái đất. Trong vòng một tháng bay quanh trái đất, có vẻ như mặt trăng liên tục bay gần với những hành tinh.
Từ những mối liên kết này, mặt trăng cho phép chúng ta định vị được những hành tinh đó và giúp các bạn xác định được vị trí mình tốt hơn trong hệ mặt trời. Có khi mặt trời ở rất gần trái đất, nó cho phép ta thấy được cả thổ tinh ở đầu bên kia của hệ mặt trời. Trong vòng 2 tuần, mặt trăng đi được nửa quãng đường quanh trái đất, khi đó nó xếp thẳng hàng với hỏa tinh. Những đêm liên kết đó, chúng ta có thể nhìn thấy hỏa tinh có màu hơi vàng so với những ngôi sao khác nằm cạnh mặt trăng. Nhưng các bạn lưu ý là sự xuất hiện này của hỏa tinh bên cạnh mặt trăng và những vì sao khác chỉ là đánh lừa mắt thôi. Mặt trăng ở rất gần chúng ta, ánh sáng trăng đến với chúng ta chỉ mất có 1 giây. Ánh sáng mà hỏa tinh phản chiếu tới trái đất phải mất 8 phút. Ngôi sao mà ta thấy ở bên phải hỏa tinh lại ở rất là xa, xa đến nỗi mà ánh sáng của nó đã xuất phát từ cách đây 300 năm để đến được với chúng ta. Các ngôi sao ở rất xa không thể tới được, còn các hành tinh thì ở rất gần. Chúng ta là những thế hệ đầu tiên nhìn thấy được hệ mặt trời trong phạm vi của mình. Nhìn từ trái đất, có vẻ như các vì sao và các hành tinh đều quay quanh chúng ta. Điều này lý giải được những cảm nhận về vũ trụ của người cổ đại. Họ đã đặt trái đất ở trung tâm vũ trụ dưới cái mái vòm bầu trời, mặt trăng và các vì sao thì nằm cố định trên cái mái vòm đó. Với những hành tinh, dần dần cái lý thuyết đó cũng đã nảy sinh vấn đề. Hiện tượng các hành tinh đi lùi giống như hỏa tinh và các hành tinh tạo thành những đường vòng trông kỳ lạ thì người ta khó có thể giải thích được. Vào thời Trung Cổ, người ta vẫn đặt trái đất vào trung tâm của vũ trụ, nhưng Nikola Copernic lại có nhãn quan thiên tài. Đó không phải là trái đất đứng yên, mà trái đất là một hành tinh quay quanh mặt trời cùng với những hành tinh khác. Phát hiện này của ông đã làm thay đổi cảm nhận về vũ trụ. Trái đất lại được đặt vào vị trí thực của nó. Nếu như ngày nay chúng ta đang được cùng nhau du hành trên con tàu trái đất để phát hiện ra cơ chế của hệ mặt trời, thì ta hãy nghĩ tới Copernic. Ít nhiều cũng nhờ vào ông mà ta hiểu thêm được. Tại sao trái đất lại quay? Mỗi một khối lượng đều có một động lực nhất định. Một tác động không nhằm vào tâm thì sẽ làm cho nó quay. Đó là điều liên tục xảy ra đối với trái đất kể từ khi có vụ nổ sơ khởi Big Bang cách đây hàng tỷ năm, và thế là mọi thứ đều quay. Cái nhỏ nhất là những hạt điện tử quay quanh hạt nhân của nguyên tử. Cái lớn là các dải thiên hà, các đám mây có thành phần là khí và bụi cũng quay quấn lấy nhau, và ở giữa là một khối lớn mặt trời. Phần còn lại cũng quay và tụ lại thành các hành tinh, và một trong những hành tinh luôn luôn quay đó là trái đất. Chúng ta có thể nhìn thấy được vòng quay của trái đất. Bóng của một ngôi nhà dịch chuyển trong ngày. Các tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ trượt nhẹ trên mặt đất. Chính bằng cái đó mà ngày nào cũng vậy, chúng ta có thể trông thấy trái đất quay mà không cần đến một thiết bị thiên văn nào. Vòng quay của trái đất có thể nhanh hay chậm phụ thuộc vào nơi chúng ta đứng. Một trong ba vòng này quay một vòng hết 24 giờ, và trong 24 giờ đó thì tất nhiên là vòng lớn nhất sẽ đi được quãng đường dài nhất. Cho nên tại xích đạo, tốc độ quay của trái đất là 1.600 km/h. Chính tại những nơi đó như ở Kourou thuộc Guyane và mũi Canaveral ở miền nam nước Mỹ mà người ta chọn làm nơi phóng tên lửa vào vũ trụ. Để thoát ra khỏi lực hút của trái đất cần phải có một vận tốc rất lớn. Như vậy tốc độ 1.600 km/h của trái đất sẽ bổ sung cho tốc độ tên lửa. Như vậy sẽ lợi hơn nhiều.
Ở cực bắc vài km là rất gần với trục trái đất. Trái đất chỉ quay được có 3 km một giờ. Như vậy ta có thể đi bộ nhanh hơn tốc độ của trái đất. Tại nơi giữa Scotland và Canada, trái đất quay khoảng 900 km một giờ. Đó cũng là tốc độ của máy bay mà chúng ta vẫn bay để bay từ châu Âu tới châu Mỹ. Một người đứng ngoài trái đất có thể thấy chiếc máy bay của chúng ta cất cánh từ Paris. Rồi sau đó máy bay trông như là đứng yên, trong khi mà phía dưới trái đất vẫn đang quay. Rồi sau đó New York trượt đến phía dưới máy bay và ta hạ cánh. Các bạn sẽ tới nơi theo giờ địa phương đúng như giờ mà bạn đã xuất phát. Đối với những hành khách bay từ Paris đến New York nhanh bằng tốc độ trái đất thì thời gian như bị dừng lại. Thế còn đối với những ai muốn yên vị tại nhà gọi điện thoại cho bạn mình ở New York thì sao? Ví dụ như vào buổi trưa chẳng hạn, thì có thể bạn đang đánh thức bạn mình đấy. Vì lúc đó ở New York mới chỉ là 6 giờ sáng. Tại sao lại như vậy? Trái đất quay, nó xuất hiện trước mặt trời lần lượt từng múi qua kinh tuyến. Ở kinh tuyến nằm chính diện với mặt trời, đó là buổi trưa. Paris New York là khoảng cách 1/4 trái đất, tức là 1/4 của vòng quay 24 giờ, có nghĩa là 6 giờ. Như vậy Paris và New York lệch nhau 6 tiếng. Ở Paris, mặt trời nằm trên đường kinh tuyến có thể nhìn thấy được ở New York. Cùng lúc đó thì tại Tokyo mặt trời đang lặn. Trong 6 giờ nữa, khi mà trái đất quay thêm 1/4 vòng nữa và nó có mặt tại đường kinh tuyến của New York, lúc đó tại New York sẽ là buổi trưa, còn Paris sẽ là 6 giờ chiều. Ta sẽ thấy mặt trời lặn ở phía đường chân trời. Vòng quay của trái đất từng phút một đã đưa từng ngôi làng, từng đất nước đến đối diện với mặt trời. Vì thế mà mỗi một thành phố, một đất nước có một giờ địa phương khác nhau. Từ khi xuất hiện điện báo về điện thoại, người ta phải điều chỉnh lại tất cả. Và trái đất được chia ra thành 24 múi giờ. Và Paris New York lệch nhau 6 giờ. Đây có phải là khoảng cách về thời gian hay không gian? Chắc chắn là cả hai. Chúng ta đang bay nhanh bằng tốc độ quay của trái đất. Những thiết bị thăm dò vũ trụ của chúng ta đang bắt kịp quỹ đạo của Mộc Tinh và Thổ. Chúng ta vẫn đang đi trên con tàu trái đất và đang trên đường tới một điểm đánh dấu đầu mùa xuân. Các hành tinh theo chúng ta quanh mặt trời nhưng với tốc độ khác nhau. Chúng ta chỉ nhìn thấy những hành tinh nằm tách hẳn ra với mặt trời. Thủy tinh và kim tinh thường ẩn trong ánh sáng của mặt trời, cũng như Mộc Tinh thì lại ở rất xa tận đầu kia của hệ mặt trời. Trái lại, thủ tinh thì nằm ở bên trái phía dưới màn hình. Khi nó nằm ở một góc tách biệt khỏi mặt trời, ta có thể nhìn thấy nó suốt cả đêm. Hỏa tinh được gọi là hành tinh đỏ thì lại nằm ở đây chính diện với mặt trời. Nhìn từ trái đất, chúng ta có thể dùng tấm phông hoàng đạo để định vị. Vòng hoàng đạo chỉ là tấm phông tưởng tượng, trên đó có các nhóm sao, chùm sao có thể thấy được ở xa phía sau các hành tinh. Những hành tinh bay trong cùng một chùm sao của vòng hoàng đạo với mặt trời thì không nhìn thấy được. Ban ngày ta không thể nhìn thấy chúng vì chúng ở quá gần mặt trời. Và khi mặt trời lặn xuống đường chân trời thì các hành tinh này cũng biến mất xuống dưới đường chân trời. Ban đêm, các hành tinh nằm tách biệt với mặt trời, ta có thể nhìn thấy chúng. Trái đất đi theo con đường của mình, còn mặt trời thì hình như lại di chuyển trong vòng hoàng đạo. Nó di chuyển từ chùm sao Xén Tóc đến chùm Verso. Nằm bên phải là hành tinh đỏ, bay chậm hơn trái đất. Cứ 2 năm một lần, chúng ta lại đuổi kịp và vượt nó. Bên trái là kim tinh, bay nhanh hơn chúng ta. Thủy tinh là một hành tinh rất gần mặt trời, bay nhanh hơn cả hỏa tinh 2 lần. Một hành tinh càng ở gần mặt trời bao nhiêu thì nó lại càng bay nhanh bấy nhiêu. Các hành tinh nằm ở vòng ngoài xa với mặt trời bay chậm chạp, đó là Mộc Tinh, Thủy Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh. Cách đây 400 năm, nhà thiên văn học Đan Mạch Tycho Brahe đã đo được đường đi qua của các hành tinh. Khi đó vẫn còn chưa có kính viễn vọng, ông đã dựng một tấm bản lớn và hết đêm này qua đêm khác ông ghi chép lại giờ, phút các vì sao và các hành tinh bay qua sau tấm bảng đó.
Vào thời Trung Cổ, người ta đặt trái đất vào trung tâm vũ trụ. Sau đó, Copernic đã có một cái nhìn thật thiên tài rằng trái đất không phải ở trung tâm của vũ trụ. Trái đất và các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Thế nhưng Tycho không tin vào điều đó. Thật may mắn, ông đã trao những ghi chép của mình cho Johann Kepler. Sự gặp gỡ này đã làm thay đổi thế giới. Kepler biết được quan điểm của Copernic và nhờ những tính toán của Tycho mà Kepler đã hiểu được sự vận động của các hành tinh. Chúng quay xung quanh mặt trời nhưng theo một quỹ đạo có hình elip. Trái đất và các hành tinh bay nhanh hơn khi chúng tới gần mặt trời và bay chậm khi ở xa mặt trời. Ta phải mất chừng ấy thời gian để đi một hành trình dài ở bên trái và một hành trình ngắn ở bên phải. Lớp cắt ngắn nhưng rộng là tương đương với lớp cắt mảnh nhưng dài. Quan điểm này của Kepler cho phép tìm được đường đi tới mặt trăng và mục tinh tốt nhất. Quyển lịch của chúng ta cũng phụ thuộc vào định luật của Kepler và những biến thiên tốc độ của trái đất. Ta càng ở gần mặt trời thì ta càng bay nhanh. Điều này làm thay đổi giờ giấc của các chuyến đi vòng quanh mặt trời. Cela modifie l'horaire de notre voyage autour du soleil. En ce moment, nous sommes légèrement. Và lúc này chúng ta hơi gần mặt trời một chút. Tốc độ của trái đất tăng nhanh. Vào mùa hè, ở xa mặt trời hơn, trái đất giảm tốc độ và bị hơi muộn. Điểm phân xuân chính là ngày 20 tháng 3. Phân thu là ngày 23 tháng 9. Trái đất tới điểm phân thu chậm mất 7 ngày. Để đi được nửa mùa hè trên quỹ đạo của mình, trái đất mất thêm 7 ngày so với cùng khoảng cách của nửa mùa đông. Định luật Kepler không phải là điều khó hiểu đối với các nhà thiên văn, nhưng nó liên quan trực tiếp đến lịch thời gian của chúng ta. Thời điểm này chúng ta đang ở đây, chúng ta tới sớm hơn. Cứ khoảng 2 năm một lần, hỏa tinh không bám theo những chuyển động của các hành tinh mà nó đi giật lùi. Thường thì hỏa tinh tiến lên trước tấm màn sao xa xôi, trước vòng hoàng đạo. Vào năm 1997, chúng ta đã có thể trông thấy hỏa tinh ở trước các chùm sao như sinh đôi, con cua, sư tử, rồi nó trượt sang chùm sao trinh nữ. Ở đó lẽ ra nó đi qua chùm sao trinh nữ thì nó lại trở về với chùm sao sư tử. Vào thời con người còn đặt trái đất ở trung tâm vũ trụ, người ta đã nhận thấy những đường vòng mà hỏa tinh tạo nên, và thế là người ta lại sôi sục với những lý thuyết phức tạp mà không lý giải được bước đi giật lùi này. Quan điểm của Copernic đã giải thích tất cả một cách đơn giản như sau: trái đất quay xung quanh mặt trời, hỏa tinh cũng như vậy. Trái đất bay nhanh hơn và vượt lên hỏa tinh. Trong khi vượt lên đó trước tấm màn sao, hỏa tinh có vẻ như bị tụt hậu. Sau 2 tháng, nó lại trên đường đi bình thường. Trên thực tế, nó không bị lùi lại phía sau. Sau 2 năm, tức là 2 vòng quay quanh mặt trời, chúng ta lại gặp lại hỏa tinh để rồi lại vượt lên nó. Trái đất dần dần lại bắt kịp hỏa tinh. Hành trình vượt lên trên lại bắt đầu. So với những chùm sao của vòng hoàng đạo thì hỏa tinh có bị lùi lại. Sau khi bị vượt, hỏa tinh lại lấy lại đường đi của mình. Nhờ có quan điểm của Copernic mà hỏa tinh quay quanh mặt trời không bị ngoặt lại. Mỗi tháng mặt trăng khi quay quanh mặt trời lại một lần nối thẳng với mặt trời. Đó chính là tuần trăng. Tuần trăng mới mang lại cho chúng ta những đợt thủy triều mạnh. Nước biển bị mặt trăng hút tạo thành một đường gờ thủy triều bên cạnh mặt trăng. Mỗi một tối mặt trăng lại đến chậm 50 phút so với hôm trước. Và đó là lý do tại sao mỗi ngày các đợt thủy triều lại xảy ra chậm hơn so với hôm trước 50 phút. Khi mặt trăng nằm trên một đường thẳng với mặt trời, lực hấp dẫn của nó được bổ sung thêm và hút nước theo cùng một hướng. Đó chính là hiện tượng triều cường. Nhưng tại sao mỗi ngày lại có hai đợt thủy triều? Trọng tâm của lực hấp dẫn trái đất không ở cùng một điểm với trọng tâm lực hấp dẫn của cặp trái đất mặt trăng. Đợt thủy triều đầu tiên được tạo bởi lực hút của mặt trăng. Cũng vào thời điểm đó, bên kia của trái đất cũng có đợt thủy triều thứ hai được tạo bởi lực ly tâm. Hơn nữa, quỹ đạo của mặt trăng có hình elip.
Đôi khi mặt trăng ở gần, đôi khi nó lại ở xa. Nó càng ở gần thì thủy triều càng mạnh. Và khi mặt trăng đi qua gần trái đất nhất, chính xác là ngày trăng mới, thì sẽ gây ra những đợt thủy triều mạnh nhất trong năm, đôi khi còn lớn hơn cả thủy triều phân mùa. Liệu mặt trăng có bị rơi vào trái đất hay không? Chắc chắn là không rồi. Chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một trái táo rơi xuống đầu Isaac Newton và ông tự hỏi tại sao? Và tại sao trái đất không rơi vào mặt trời? Trong chương trình tới, Newton sẽ giải thích cho chúng ta thấy điều này. Sao chổi Halley cũng đã bay gần vào trái đất ở cuối năm 1997. Có phải đó là lần đầu tiên hay không? Hay cách đây 3.000 năm nó đã bay như vậy rồi? Hiện tại cứ mỗi ngày chúng ta lại có thêm 3 phút nắng. Thế nhưng mỗi ngày các tia nắng lại chiếu vào nhà chúng ta ít đi. Tại sao lại như vậy? Khi theo dõi các tia nắng đó, các bạn sẽ nhận ra được vị trí của mình trong hệ mặt trời. Tuần tới chúng ta sẽ được thấy trục trái đất luôn nghiêng theo một kiểu, và nó cho phép chúng ta đo được thời gian trôi đi. À la semaine prochaine. Bon voyage, tous sur orbite.